xong mình sẽ đơn cái đầu máy, mình sẽ đơn cái lưng, mình sẽ cái hai ước của mình. Rồi, xong chưa? Tiếp tục. Vô. Cái treo xanh phải đi với số 2. Treo trắng là số 1 và treo xanh là số 2. Vì nhớ nha. Đó, cái trắng là số 1, xanh là số 2. Và đi nè, em có đi được khác không? Không. Đây là chạy vô một phần nằm cầm. Ok chưa? Xong rồi tới đường số 1. Từ cầm mình đi lên. Đẩy lỗ tai. Lên nguyên xuống. Nghiêng. À, xuống là nghiêng nè, lên. Chút nữa mà nó giảm nhiều cái cục này quá đừng có giật mình nữa nha. Nói trước bây giờ em thấy nó giảm rồi đó. Em thấy nó muốn đi đâu mất tiêu rồi đó. Cái cầm gì bắt đầu nó lộ ra đó. Rồi đường số 2 là ngay khóe miệng của mình nè. Ha. Nhớ là đừng đằng nha, đừng gồng xài cổ tay của mình á. Mình mới làm của mình hay dùng cái cổ tay mình nó rất là mỏi. Đúng rồi. Em muốn vậy. Mình hay gồng cánh tay của mình á, chỉ dùng cổ tay em. Vậy đấy, em làm nhẹ nhàng không? Đó. Rồi, cái thứ ba là từ khóe cái mũi lên đỉnh lỗ tai. Nó sẽ làm giảm cái râu rồng của mình, cộng thêm là nó nâng cơ cho gò má. Lấy bớt một khắc khắc tốt chút nữa chỉ thấy những nốt tàn nhang bên tay phải của mình á, bên chỗ em làm mà nó cũng nhạt hơn cái bên kia luôn. Cái set này nó phù hợp với cái chăm sóc của chị bây giờ lắm. Hôm qua chị có hỏi, chị Vi có hỏi em là chị đang dùng cái gì đó, cái set gì đó có dùng cái này được không? Bình thường cái đó chị hỏi dùng mà hôm qua anh trả lời đó rồi. Dùng hiệu quả hơn nữa. Hôm qua chị nói buổi tối lúc rồi. Về chị nói với em chị chạy đang mua cái máy chạy cái gói chạy máy gì đó. Cái đó cái gì chị đó ở spa kệ, ta cho dùng cái dùng này. Tại vì dùng là mình bình thường mình biết nhiên sao mà con này mình thấy liền. Nha, địa điểm thứ 5. 4 là mũi, 5 là đây, 6 là chân mày. Rồi, 7 là chán. Cái đó em nói rồi chị. Rồi, xong lại đi xuống ha. Thôi mà cái vụ mà trả lời cái 4.3 đó. Cái điều trị nó sẽ lâu hơn một phần là cái kia nó 2 phút một lần. Còn cái điều trị nó sẽ là 3 phút một lần. Nên tổng cộng 2 cái thực tế mình làm là chạy máy là 10 phút. Còn lâu lý này kia là nên em nói tại sao một bên nó làm khoảng 10-15 phút một lần vậy đó. Tức là anh gõ ha. Cái này mình làm nên làm buổi sáng hay buổi tối nè. Chị nên làm buổi sáng buổi tối cũng được. Nếu mà làm chung với mọi người thì tối thứ năm và tối chủ nhật để cho nhớ và đều. Còn nếu mà chị thích buổi sáng ra ngoài, ví dụ bữa nay đi đám tiệc đi thì thôi tại sao không chạy cho mình đi đẹp trước luôn. Nếu mà tối nay mới đám cưới thì chịu về chạy. Tại vì vừa chạy xong nó căng nhìn đã lắm. Căng hẳn luôn á, mà căng được trong khoảng 48 tiếng lần tại sao không căng? Nó căng khác với 48 tiếng chứ mà nó căng 48 tiếng xuống xuống lại. Nếu mà chị đi đẹp trong 90 ngày là luôn luôn căng hơn. Là bây giờ nó căng rồi xong rồi nó căng hơn, tức là hai ngày sau nó căng hơn, bấm tới thứ ba, bốn, bấm năm mới tắt được, nha. Cái máy nó thiết kế như vậy. Rồi, mình sẽ chạy lần thứ hai. Thật sự là nó như vậy chứ phải. Chị á, chạy nó chị. Chị đã vô làm đẹp rồi. Chị bận làm đẹp. Mình làm lần thứ hai ha. Bấm số 2 nè, để vô, nó kêu. Rồi, ok, bắt đầu chạy. Nó mới kêu một cái kít là mới chạy nha. Tức là nó báo là dòng điện đã đi được xong của mình rồi. Anh có cái nhạc dễ thương cái gì Vi? Một, cầm dưới chân bộ tay, hai, khóe miệng lên giữa lỗ tai, ba, chân mũi lên đỉnh lỗ tai nha. Rồi số 4 là cánh mũi để làm sạch và nâng cho cánh mũi lên. Rồi số 5 là nâng chân mày trong, rồi chuyển ra ngoài nâng chân mày ngoài. Chờ đã tiếp một cái. Được, tập xoa. Mình chờ lâu chút xíu nhưng mà hiện nó rất kích hoạt cái nâng của mình rất là tốt nha. Mình đâu được chạy vô cái phần này đâu, đúng không? Mình không nên chạy vô đó. Tại cho nó về lấn vô mắt. Tại vì ở trên nó đi lên nó sẽ kéo lên.
thực tế cái phần nó chỉ trùng xuống là do nó ở trên nó nặng nó đè xuống thôi. Đó, đâu có gì khó đâu. Mà cái máy này được thiết kế là không phải để cho người khác làm cho người khác, mà được thiết kế là để cho mình tự làm cho mình. Đó, còn chẳng qua lúc mà mình làm mình muốn chia sẻ thì mình sẽ demo cho người khác. Nu có nghĩa là chữ lấy. Nu là của từ nutrition. Nutrition. Tức là bị dưỡng bên trong á. Sau này khi mà chị mà được dùng cái set bên trong em nói á. Set mà 43 triệu dùng 90 ngày á, làm ra mình có là dùng nó đảm bảo thích. Tại vì chị trẻ một cách rõ ràng hơn, mà khỏe bên trong nữa. Tại vì thực tế là mình nguyên tắc ông bà mình nói là khỏe đẹp đúng không? Sao ai nói yếu đẹp đâu? Mình không khỏe sao mình đẹp được? Thì cái đó nó đưa vào khỏe bên trong thì nó phải do dòng nutrition. Chút nữa nếu có lỡ nước mắt nhìn đời thì cũng không sao nha. Đá lông nheo với đời thì cũng đừng giật mình quá. Cứ đều đặn vậy thôi. Thú vị hơn nữa, chút nữa em sẽ cho chị trải nghiệm một tức là khi mà xong á, lâu chị sẽ cảm nhận một điều rất là thú vị. Khi mà nó kêu tiếp một dài dài vậy là nó hết thì mình ưu tiên luôn luôn phải tắt cái máy trước. Không cần ưu tiên rửa cái máy trước nhưng mà cần ưu tiên không sao. Dạ. Mình ưu tiên mình tắt cái máy trước rồi xong mình rửa mặt của mình nha chị nha. Mình rửa cái máy sau cùng. Dạ. Để em làm dạ. Rót cho anh cái mới. Tôi rót miếng nước mới đẹp. Mà có lau mặt cho mình cũng nhớ là lau từ dưới lên trên nha. Bấm cái nước, bấm. Còn để làm cho, để làm cho ta. Nó có cái vợ. Cái lần thứ hai nè, sau khi làm cái gel thứ hai, bắt buộc phải rửa mặt. Ở nhà của chị là chị bắt buộc phải rửa mặt. Em ở đây chị thấy em sẽ lau tương đối kỹ. Vì sao? Vì khi mà lần thứ hai thì tất cả gel dưỡng á, nó đã được đưa vào bên trong rồi. Thì cái gì trên mặt của mình là những cái gel dơ mới nãy đó, lấy ra ngoài. Cái gel dơ đó bắt buộc phải lau cực kỳ sạch. Một số người họ làm qua loa đó, cái họ kêu ủa sao cái da mặt này chị làm xong nó ra mụn, tại vì chị không có rửa sạch sau cái lần thứ hai đâu. Thì chất dơ nó còn lại trên cái da nó vẫn nghiệt, vẫn viêm nhiễm ở cái biểu bì phía ngoài, thì vẫn dễ dẫn tới chuyện là mụn. Đúng không? Đó, mình phải hiểu. Ok. Giờ tay nha, để cho nó khô xíu nè. Rồi nhìn thẳng bưu gương nè. Thẳng bưu gương ha. Ok chưa? Rồi. Một lần kế tiếp nữa. Có thấy mấy nếp tay nhanh nhạc chưa? Sáng hẳn không? Sáng hơn bữa nay luôn á. Sáng một cách cực kỳ rõ ràng luôn đúng không? Rồi. Bữa nay này, bạn nhìn thẳng nha chị. Chị nhớ bữa nay lúc em nói cái râu rồng của chị đang nằm đây đúng không? Bà này nằm trên cánh mũi chứ. Nhớ cánh miệng, cánh môi không? Vậy nó qua cánh môi nè. Bên đây cực kỳ nhạt luôn nè. Thấy còn miếng từ đây ra đây nè. Còn khung dưới này gần như không thấy luôn. Biết tại sao? Tại vì cái da chị nó căng lên á. Khi mà da mình được căng lên, tại hồi lên nâng cơ mà. Thì cái này nó, nếu mà được nâng lên thì cái nó khoe này nó không còn nằm như này nữa. Bên đây chị nhớ nó nằm đây nè. Là ngang với cái môi, đỉnh môi đúng không? Rồi, bây giờ đây. Thì thứ hai nhìn cái môi nè. Cái môi này có thấy nhỏ hơn cái môi kia không? Đúng rồi. Biết tại sao nhỏ hơn không?
Minh Thanh Tú nó phải nhỏ không? Thanh Tú nó có một cái gì nó phải nhỏ lại hết đấy. Cái đó quan trọng. Đúng không? Rồi, rồi, cười. Thấy cái phính má khác không? Chị thấy có, chị thấy nửa gương mặt này nó nhỏ hơn nửa gương mặt kia. Chị biết tại sao? Tại vì cục này của chị nằm đây nè. Nè, nhìn nha. Còn cái bên đây nếu mà còn cái đường cong cong nằm đây. Nhìn kỹ nè, cái cục của chị nằm đây nè ha. Đúng. Đấy, cái cục mà mình chị không thích á, nằm đây nè. Còn cái cục bên đây nó càng nâng lên đang nằm đây. Nên tại sao nó càng gần khuôn gương mặt của mình á. Mình làm nhiều gần nó sẽ lên vậy này, nó lên vậy. Đó. Mình không cần phải đi live mà học trái xe nó phải gì vậy. Đúng không ạ? 90 ngày sau nó sẽ gì vậy. Nhưng mà một lần này thì nó chỉ được lên tới đây thôi. Tại nếu em làm lần mà nó thành kia luôn là nó quá đáng quá rồi. Đuổi mà. Đuổi chưa? Rồi. Nhìn cái tiếp nè. Cái mắt này nó to rõ hơn mắt này. Mắt tự nhiên cái khung chân mày nó lên đó. Không, con mắt nó to luôn. Nhìn nhìn này, bình thường nhìn cái độ con mắt to nhỏ là do cái mí mắt, hai mí mắt này. Thấy hai mí mắt này nó cong mà nó bự không? Nhìn kỹ nha. Chúng em chụp hình thì nhìn nè. Tại vì mắt mình nó khó nhìn qua hai bên nhưng mình nhìn kỹ một xíu. Thấy không? À, và cái chân mày của mình nó cũng gọn hơn. Thấy chưa? Rồi, điều thứ hai, cánh mũi nào cao hơn? Thấy không? À, nè, có phải là khi mình càng trẻ là càng gọn là mũi nó phải cao, mọi thứ cao hay cánh mũi là cao hơn ngắn không? Và nó khích vô. Cái này đi ra, vậy thấy nếu mình chia một nửa mặt á, là bên đây khích vô nè, bên cao là bên mũi thấp nè. Đúng chưa? Đó là gọi là đánh cờ. Và điều thú vị cuối cùng nè, nhìn gương mặt này. Làm như chị nhìn như kỹ nha. Nhìn nha. Rồi. Bên nào tỉnh hơn? Nhìn kỹ nha. Em vừa lấy tay ra chị biết bên nào cao, bên nào thấp luôn rồi đó. Thấy không? Mình bình thường mình nhìn vô mình không có thấy mình khác, nhưng khi mình làm một lần tự nhiên mình thấy ủa sao bên em nó nhìn nó rất là tươi tỉnh. Rồi cái thứ ba rời da mình đi, không nghiền mình làm đã lắm. Chạy gọn biết sao nó láng một cách rất là lạ luôn. Nó láng mà đã ha. Chạy gọn biết spa xong là lúc nào em mà đang chạy xong mình làm. Nên tại sao cái niềm vui của em khi em làm á là khi mình trải nghiệm xong thực tế là mình được quyền trẻ hơn như vậy. Đó. Ok. Chạy một khoảng là cái này nó giải một phần. Rồi còn phần còn lại thì Elon Musk nó sẽ giải quyết sau. Được chưa? Rồi, tới trải nghiệm thứ ba. Là cái viên True Face ha. Khi mình dùng á nó có một cái gì vậy, mình cứ nắm cái đầu của nó, mình nhấc cái ra. Ok, xong rồi chị sẽ nặng nó ra. Tay như vậy. Và chị nhớ là cái viên True Face này giúp cái elastin đó, thì cái phần nào mình muốn nó nhiều thì mình bắt buộc phải bôi nó nhiều. Đây là nguyên tắc. Nó thì một cái viên này thì nó cũng không có nhiều cái đó nhiều. Thì mình bắt buộc là mình phải ưu tiên cho cái chỗ nào nó nhiều, còn cái phần còn lại chỉ vừa đủ để cho nó có đàn hồi thôi. Đồng ý chưa? Ví dụ như là cánh mũi là mình có một ít nè, chân mày có một ít để được nâng cơ nè. Chị gặp may mắn thì chị gặp ít có đếp em gian chủ dụng cái này. Thì mình chỉ giải quyết cái đúng cái chỗ của mình nhiều là cái phần bé miệng và cái đám cơ như này để cho đàn hồi nhanh. Đám cơ mặt á, đúng không? Dùng tên chuyên cho cái đó mà cho nguyên mặt sẽ đủ. Đủ chị, em đang cho một bên cho nó dư. Chứ còn mình bô nguyên mặt thì mình sẽ không có làm lớp thứ hai. Chị em làm lần thứ hai không? Tại vì em mua tiền luôn. Tại vì em đã bước ra rồi thì không thể nào dùng bên kia được nữa. Không, cũng không giữ ở đây được. Nên phải dùng hết cho nguyên mặt. Rồi. Đây là phương pháp massage. Ok. Đầu tiên khi mình vùng lên mình sẽ cho nó thấm thấu chút xíu, rất nhẹ. Cái này chị biết rồi. Đúng không? Bôi sản phẩm hay mỹ phẩm thì phải bỏ chút xíu hết. Đúng không? Rất nhẹ thôi. Rồi. Nhưng mà đây mới là cái điều cốt lõi. 7 điểm. Nhớ 7 đường em dặn. Một này. Dùng tay của mình thì cũng phải làm giống như em. Từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài đưa tới nè. Chị không biết nhưng mà một phần cái mỡ dưới da của chị đã được em đưa ra chỗ này. Biết nó biến thành nước sinh lý. Chị nói đây. Điều thứ hai là khóe miệng mình đưa ra vừa lâu tay. Tay của mình cũng sẽ làm được y hệt về á. Có điều là mình làm từ dưới lên trên thì mình làm ngược lại là tay cái tay mình cần đẩy lên. Ba là cánh mũi nè. Lên đỉnh lỗ tai.
nó vẫn thấm vào đó nhưng mà được tương tác đúng đường đúng hướng, nó sẽ cực kỳ hiệu quả. Được. Nếu mình dùng tay của mình ngược thì mình sẽ đẩy nó lên như vậy. Ok, phải giữ. Như điểm thứ 5 không? 4 nè, 5 nè. Ok, rồi 6, 7 nè. 6 nằm đây nè. Đúng chưa? Nhớ là từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Trong lúc em làm là chị đã thấy cái da gì nó phính căng căng lên rồi đó. Chị bôi và dùng cái phương pháp của em ấy, luôn luôn chị cảm thấy da mình đã phính lên và giúp cho cái viên đó nó tương tác nhiều hơn. Còn tất nhiên là sau mỗi một tuần mình dùng, sau mỗi tuần mình dùng thì điểm khác biệt luôn luôn thấy rất là rõ. Tại sao chụp hình là tại đó một tấm đầu tiên, tại nếu mình không chụp tấm đầu tiên á, mỗi ngày mình đẹp lên chút xíu mình không để ý. Một ha, nhớ không? Một không? Hai là khóe miệng lên chính giữa. Ba là cánh mũi lên trên đỉnh. Bốn là cho mũi và cánh mũi của mình. Năm là chân mày trong. Sáu là chân mày ngoài. Bảy là trán. Thấm vô hết luôn. Rồi thấm khô rồi. Ở nhà anh làm nó còn bóng bóng anh làm. Tại vì em, anh làm nó thấm hết luôn. Em phải làm cho nó thấm hết. Dạ. Anh làm xong rồi thấm hết. Rồi. À, rồi cái này thì tạm thời là nó ok chút xíu. Nhìn một lần nữa nha. Tại vì 5 phút sau chị sẽ giật mình hơn tại nó thấm vô đó ha. Ừ. Tại vì cái này thấm vô á, nếu chị để ý á, chút nữa sau mình làm đó, bây giờ nó quá rõ rồi, kết quả nó quá rõ rồi. Nhưng mà khoảng trưa nay á hoặc là chiều nay về mà thấy nó có hít lên chút xíu nữa thì đừng giật mình. Tại vì khi mà elastin nó thấm dần dần lên, teratin thấm vô nó sẽ làm mình phính lên chút xíu, phính lên chút xíu, phính lên chút xíu. Và cái gel này, điều trị này nó vô càng sâu á, nó giúp cho chị càng ngày khoảng 12 tiếng sau á nó tương tác rất là nhiều. Thì thấy mà mình căng nó phính lên á thì cũng đừng giật mình lắm. Thì mình biết nó đang hiệu quả. Ok. Ha, rồi. Bây giờ thì không cần phải bàn luôn, nhìn vô đủ biết rồi. Mắt này to một cách khủng khiếp luôn. Nó không còn hình lá bên đây nữa mà thành hình cầu rồi. Thấy không? Rõ hơn không? Mày quay ngang đây.